Các tỷ phú trên thế giới chia sẻ cách đầu tư bất động sản như thế nào? Các tỷ phú trên thế giới có nhiều cách tiếp cận và chiến lược đầu tư bất động sản khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp đầu tư bất động sản phổ biến mà các tỷ phú thường áp dụng. Thứ 1, mua bất động sản để cho thuê. Đầu tư vào bất động sản để cho thuê là một cách phổ biến để tạo ra thu nhập thụ động. Các tỷ phú thường mua căn hộ, nhà phố, văn phòng hoặc khu thương mại và cho thuê để thu được lợi nhuận từ việc thu tiền thuê hàng tháng. Thứ 2, phát triển dự án bất động sản. Một số tỷ phú chọn đầu tư vào phát triển dự án bất động sản. Họ mua đất trống hoặc bất động sản cũ, cải tạo hoặc xây dựng lại để tạo ra giá trị gia tăng và bán lại với giá cao hơn. Thứ 3, đầu tư vào bất động sản thương mại. Các tỷ phú cũng có thể đầu tư vào bất động sản thương mại như trung tâm mua sắm, khách sạn, căn hộ dịch vụ hoặc tòa nhà văn phòng. Đây là lĩnh vực có tiềm năng sinh lợi cao và thu hút khách hàng thuê lâu dài. Thứ 4, đầu tư vào bất động sản quốc tế. Một số tỷ phú mở rộng đầu tư của họ ra thị trường bất động sản quốc tế. Họ có thể đầu tư vào các thành phố phát triển nhanh như New York, London, Singapore hoặc Dubai để tận dụng tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cao hơn. Thứ 5, đầu tư vào bất động sản công nghiệp. Bất động sản công nghiệp bao gồm nhà xưởng, kho bãi và bất động sản liên quan đến sản xuất và vận chuyển. Đây là một lĩnh vực đầu tư hấp dẫn cho các tỷ phú với tiềm năng sinh lợi cao. Quan trọng nhất, các tỷ phú thường dựa vào kiến thức sâu rộng về thị trường, phân tích kỹ lưỡng và quản lý rủi ro thông qua việc hợp tác với các chuyên gia và nhóm tư vấn chuyên nghiệp.